Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán âm 5 sách cánh diều bài 11 hỗn số tiết 1. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán âm 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán âm 5 sách cánh diều bằng cách là mở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Trước hết là chúng ta có tình huống như sau. Bạn nhỏ nói chuyện với bạn voi. Tôi có 2 chiếc bánh và 3/4 chiếc bánh. Bạn voi hỏi, số phần bánh bạn có là bao nhiêu? 2 chiếc bánh. Lại cộng thêm 3/4 chiếc bánh nữa. Có nghĩa là chiếc bánh được chia thành 4 phần bằng nhau. Thì ta lấy 3 phần. 2 chiếc bánh cộng thêm 3/4 chiếc bánh nữa. Vậy được bao nhiêu phần chiếc bánh? 2 cộng 3/4. Ta có thể nói là 2 và 3/4. 2 và 3/4, người ta có thể viết thành một số như sau. 2 thêm 3/4 ở đằng sau. Các em nhớ viết dấu gạch ngang. Nó ở chính giữa số 2 này. Ở đằng sau và chính giữa số 2. 2 và 3/4. Ta gọi số này là hỗn số. Và các em đọc là 2 và 3/4. Hỗn số 2 và 3/4. Rồi dựa vào đây thì các em hiểu hỗn số. Nó gồm 2 phần, phần nguyên và phần phân số đứng ở đằng sau. Phần nguyên là số tự nhiên, còn phần phân số là một phân số bé hơn 1. Ta thấy 3/4 bé hơn 1. Vậy các em hiểu hỗn số gồm phần nguyên và phần phân số. Phần nguyên là số tự nhiên, còn phần phân số là phân số bé hơn 1. Rồi cụ thể ta có 2 và 3/4 gọi là hỗn số. Hỗn số gồm 2 phần, phần nguyên và phần phân số. 2 chính là phần nguyên. Phần nguyên là số tự nhiên. 3/4 là phần phân số. Phần phân số bao giờ cũng bé hơn 1. Ta có 3/4 bé hơn 1. Các em lưu ý 2 và 5/4. Đây không được gọi là hỗn số. Vì sao? Vì 5/4 tử số lớn hơn mẫu số, phân số lớn hơn 1. Được chưa? Hỗn số thì phần phân số bao giờ cũng phải bé hơn 1. Tức là tử số phải bé hơn mẫu số. Khi đọc hoặc viết hỗn số, ta đọc hoặc viết phần nguyên trước, rồi mới đọc hoặc viết phần phân số. Ví dụ, hỗn số 2 và 3/4, thì các em viết phần nguyên trước, sau đó mới viết phần phân số sau. Dấu gạch ngang. Nó ở chính giữa số 2 nha. Ở đằng sau và chính giữa số 2. 2 và 3/4. Các em đọc là 2 và 3/4. Đọc phần nguyên trước rồi mới đọc phần phân số sau. Thì các em có thể viết thành tổng là 2 cộng với 3/4. 2 và 3/4, các em có thể viết thành 2 và 6/8. Được không? Được. Bởi vì sao? Bởi vì 3/4 nó bằng 6/8. 3 x 2 bằng 6, 4 x 2 bằng 8. 3/4 nó bằng 6/8. Cho nên hỗn số 2 và 3/4, các em có thể viết thành hỗn số là 2 và 6/8. Các em cũng có thể viết thành hỗn số là 2 và 75/100. Đúng không? 3 x 25 bằng 75,
4 nhân 25 bằng 100. Tiếp theo là các em sang bài tập số 1. Viết rồi đọc hỗn số thích hợp theo mẫu. Ta có mẫu như sau. Ở đây ta có 3 hình tròn. Thêm 1/2 hình tròn nữa. Như vậy ta có hỗn số là 3 và 1/2. Được chưa? 3 hình tròn và 1/2 hình tròn. Ta viết thành hỗn số là 3 và 1/2. Các em đọc là 3 và 1/2. Rồi theo mẫu, các em làm câu A. Ở đây ta có 2 hình tam giác. Thêm 1/2 hình tam giác nữa. Như vậy ta có hỗn số là 2 và 1/2. Các em đọc là 2 và 1/2. Câu B. Ở đây các em hiểu là chúng ta có 3 cột hình chữ nhật. Được chưa? 3 cột hình chữ nhật. Cột thứ 3 người ta chia thành 4 phần bằng nhau và chỉ lấy 3 phần thôi. Như vậy ta có 3 và 3/4 chia thành 4 phần bằng nhau nhưng chỉ lấy 3 phần. Tức là ta có 3/4. 3 và 3/4. Các em đọc là 3 và 3/4. Câu C. Ở đây chúng ta có 4 hình vuông. 4 hình vuông. Hình vuông thứ 5 người ta chia thành 8 phần bằng nhau nhưng chỉ lấy 5 phần thôi. Vậy ta có 4 và 5/8. 4 và 5/8 hình vuông. Các em đọc là 4 và 5/8. Câu D. Chúng ta có 1 hình tròn và 1/2 hình tròn. Ta có hỗn số là 1 và 1/2. Các em đọc là 1 và 1/2. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Câu E. Đọc các hỗn số sau. Câu B. Viết các hỗn số sau. Câu C. Viết hỗn số rồi đố bạn chỉ ra phần nguyên, phần phân số của hỗn số đó. Trước hết là các em làm câu E. Đọc các hỗn số sau. Hỗn số thứ nhất. Các em đọc phần nguyên trước rồi mới đọc phần phân số. Các em đọc là 3 và 3/4. Năm và 1/4. 2 và 3/5. 3 và 5/8. 4 và 5/6. Câu B. Viết các hỗn số sau. 4 và 6/7. Các em viết phần nguyên trước. 4 và 6/7. Các em viết 4 trước. 6/7 các em viết sau. Dấu gạch ngang này đằng sau và chính giữa số 4. 4 và 6/7. 9 và 1/5. 9 và 1/5. Câu C. Viết hỗn số rồi đố bạn chỉ ra phần nguyên, phần phân số của hỗn số đó. Rồi thầy giáo ví dụ các em nghĩ ra một hỗn số bất kỳ. Hỗn số thì nó gồm phần nguyên. Phần nguyên là một số tự nhiên, các em viết một số tự nhiên bất kỳ. Phần thứ hai là phần phân số. Phần phân số thì các em viết phân số nào cũng được. Nhưng miễn sao
Tử số phải bé hơn mẫu số. 12 và 3 phần 7. Rồi, hỗn số này có phần nguyên là 12, phần phân số là 3 phần 7. Tương tự, hỗn số 9 và 5 phần 6 có phần nguyên là 9, phần phân số là 5 phần 6. Các em nhớ phần phân số bao giờ tử số cũng phải bé hơn mẫu số. Tử số bé hơn mẫu số. Hỗn số 31 và 8 phần 15 có phần nguyên là 31, phần phân số là 8 phần 15. Bài tập số 3, chuyển các hỗn số sau thành phân số theo mẫu. Chúng ta có thể chuyển một hỗn số bất kỳ thành phân số như sau. Ví dụ, chúng ta chuyển hỗn số 2 và 3 phần 4 thành phân số như sau. 2 và 3 phần 4, thực chất nó chính là 2 cộng với 3 phần 4. Để thực hiện phép cộng này, các em lấy 2 nhân 4 phần 4. Lấy 2 nhân 4 này, mẫu số là 4. Có đúng là 2 nhân 4 rồi chia cho 4 thì nó vẫn là 2, đúng không? Cộng thêm 3 phần 4. Bây giờ các em lấy tử số cộng với tử số. 2 nhân 4 cộng 3. Mẫu số là 4. 2 nhân 4 bằng 8. 8 cộng 3 bằng 11. 11 phần 4. Rồi. Để đơn giản thì các em có thể viết gọn như sau. 2 và 3 phần 4 chuyển thành phân số. Thì các em chỉ việc lấy 2 nhân 4 cộng 3 giữ nguyên mẫu số. Tử số này, phần nguyên nhân mẫu cộng với tử, tức là 2 nhân 4 cộng 3. Mẫu số chính là 4. 2 nhân 4 cộng 3 bằng 11. Mẫu số là 4. Rồi theo mẫu, các em làm câu A. 2 và 1 phần 4, các em chuyển thành phân số như sau. Các em lấy phần nguyên nhân mẫu cộng với tử. 2 nhân 4 cộng 1 ta được tử số. Mẫu số chính là 4. 2 nhân 4 bằng 8. 8 cộng 1 bằng 9. 9 phần 4. B. 5 và 2 phần 3. Các em lấy 5 nhân 3 cộng 2. Mẫu là 3. 5 nhân 3 bằng 15. 15 cộng 2 bằng 17. 17 phần 3. Câu C. 4 và 3 phần 10. Các em lấy 4 nhân 10 cộng 3. Mẫu số là 10. 4 nhân 10 bằng 40. 40 cộng 3 bằng 43. 43 phần 10. Câu D. 7 và 29 phần 100. Các em lấy 7 nhân 100 cộng 29. Mẫu số là 100. 7 nhân 100 bằng 700. 700 cộng với 29 bằng 729. Mẫu số là 100. Tiếp theo là các em sang phần thực hành 4. Quan sát sơ đồ sau và nói cho bạn nghe thông tin về chiều dài quãng đường giữa các địa điểm. Rồi, trước hết là quãng đường từ nhà Linh đến thư viện dài là 2 và 1 phần 4 km. Quãng đường từ thư viện đến trường học dài 1 và 1 phần 4 km. 1 và 1 phần 4 km. Quãng đường từ trường học đến nhà Huy dài 1 và 1 phần 4 km. 1 và 1 phần 4 km. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.